Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Công an huyện Tumarong, Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa tại huyện Tumarong. Bà Y Vắng, sinh năm 1962, trú tại xã Văn Xôi, huyện Tumarong, là gia đình có công cách mạng, gặp khó khăn về nhà ở. Với mục đích gắn kết tình cảm quân dân, giúp đỡ người nghèo an cư, ổn định cuộc sống, Phòng Hậu cần Công an tỉnh kết nối với Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum hỗ trợ kinh phí xây nhà cho gia đình bà. Sau hơn một tháng khởi công, ngôi nhà có diện tích hơn 50m² trị giá 95 triệu đồng đã hoàn thiện và bàn giao đưa vào sử dụng. Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an tỉnh phối hợp với các ngân hàng doanh nghiệp bàn giao 4 căn nhà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động ý nghĩa góp phần khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích vì nhân dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an trong các hoạt động thiện nguyện, chung sức vì cộng đồng, gắn bó mật thiết với nhân dân.